Con đường đến trường của chị em Giàng Thị Phương và Giàng A Đông, xã Sùng Đô, văn chấn Yên Bái, phải đi qua một cái lạch nước nhỏ. Nhưng lạch nước này sẽ biến thành con suối dữ vào những ngày mưa lớn, nước cứ đổ về ào ào như thế này. Khi đấy, kể cả người lớn cũng khó đi qua. Vì thế, Giàng A Phương và Giàng A Đông đều cảm thấy thật may khi những ngày qua, dù có mưa nhưng ban ngày nước chưa dâng cao nên chỉ phải đi trên con đường sình lầy. Một hành trình đến trường khác còn gian truân hơn của những học sinh tại bản Hủy Hạ, xã Na Sang, Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Hình ảnh này được phóng viên báo điện tử Điện Biên Phủ ghi lại vào ngày 5 tháng 9, thời điểm cả nước đang nô nức trong không khí toàn dân đưa trẻ đến trường. Qua suối bằng túi ni lông và không có gì hơn. Đây gần như là cách duy nhất vượt lũ đến trường với những đứa trẻ mới ở tuổi lên 10. Có một giải pháp khác, đó là đi bằng bè. Tuy nhiên, giữa dòng nước xiết, bè dễ bị lật hơn. Vì thế, túi ni lông vẫn được xem là phương pháp tối ưu nhất. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của những người chứng kiến khi nhìn thấy đứa trẻ được đưa đến bờ bên kia an toàn. Với những đứa trẻ vùng cao này, để theo đuổi cái chữ, nhiều khi là sự đánh đổi. Giữa muôn vàn lễ khai giảng ngập tràn cờ hoa vào ngày 5 tháng 9, thì lễ khai giảng của hơn 600 thầy trò tại điểm trường Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu lại đơn giản đến bất ngờ. Lễ khai giảng được tổ chức trên một bãi đất trống vừa được san phẳng, nằm ngay cạnh bờ suối, dưới trời mưa nhỏ. Nguyên do xuất phát từ việc điểm trường không có sân. Hiện xã Tà Tổng chỉ có điểm trường ở trung tâm xã được xây dựng kiên cố, còn lại các điểm trường khác vẫn là nhà xây tạm.